rồi. Làm tốt lắm cậu bé, tốt lắm. Athena có một lựa chọn khôn ngoan đấy. Tôi biết sẽ như vậy mà. Ông là ai? Vậy anh có thanh song đao đó à? Làn da thì nhợt nhạt như màu của trăng. Anh chắc hẳn là người đàn ông đấy rồi. Có thể Athens sẽ sống sót nhờ điều đó. Nhưng hãy cẩn thận nhé. Anh đừng có chết trước khi tôi làm xong việc với ngôi mộ này. Một ngôi mộ sao? Khi đang ở giữa một trận chiến thế này sao? Ngôi mộ đó dành cho ai vậy ông khổng gia? Anh sẽ biết thôi con trai. Ôi tôi còn nhiều việc phải đào bới lắm đây. Tất cả sẽ được tiết lộ vào thời gian tốt nhất. Và cho tới lúc nào tất cả mọi thứ dường như mất tất cả cờ ra tốt, tôi sẽ ở đó để giúp đỡ anh. Đừng có làm phiền tôi con trai, tôi còn nhiều việc phải làm lắm và anh cũng vậy. Và cũng chỉ còn một chút thời gian quý báu còn lại để trọng dụng nó thôi.
Let's go.
Cờ ra cướp cứu cô với cờ ra cướp nhanh lên. Cờ ra tốt hơn cái chân lên. Cờ ra tốt cho tôi xuống cái. Hmm.
Cờ ra tốt cho tôi xuống cái. Cờ ra tốt nhanh cái chân lên. Cờ ra tốt tìm đường lên trên đây đi, anh phải đỡ được tôi. Có một cái ổ khóa trên cửa. Đó là biểu tượng của nhà tiên tri được chạm khắc rất tỉ mỉ trên bề mặt cửa. Chỉ có những nhà tiên tri của ATHNES mới có thể mở được cánh cửa này. Cờ ra tốt cho tôi xuống cái. Đang làm cái trò chống gì đấy tôi trên này cơ mà. Cứu tôi cờ ra tốt làm ơn. Cờ ra tốt cho tôi xuống. Cờ ra tốt tìm đường lên trên đây đi, anh phải đỡ được tôi. Cờ ra tốt cho tôi xuống. Cờ ra tốt cho tôi xuống. Đang làm cái trò chống gì đấy tôi trên này cơ mà. Chúng tôi cờ ra tốt làm ơn.
có điều gì cứ làm anh chần chừ thế, Athen sẽ bị phá hủy nếu anh cứ lãng phí thời gian như thế đấy. Cờ ra tốt cho tôi xuống. Cờ ra tốt cho tôi xuống. Điều gì cứ làm anh chần chừ thế, Athen sẽ bị phá hủy nếu anh cứ lãng phí thời gian như thế đấy. Cờ ra tốt tìm đường lên trên đây đi, anh phải đỡ được tôi. Điều gì cứ làm anh chần chừ thế, Athen sẽ bị phá hủy nếu anh cứ lãng phí thời gian như thế đấy. Điều gì cứ làm anh chần chừ thế, Athen sẽ bị phá hủy nếu anh cứ lãng phí thời gian như thế đấy. Cờ ra tốt, tôi đang bị trượt xuống rồi, anh phải tới đây nhanh lên. Tôi có thể giúp được anh, chúng ta có thể cứu được Athen, nhưng anh phải nhanh cái chân lên. Cờ ra tốt, nhanh lên. Làm ơn đừng để tôi rơi xuống đó. Tôi cờ ra tốt làm ơn.
Và với hành động đó, Sở Ra Cốt tự đặt bản thân mình vào những sự kiện dẫn tới cho anh ta một sự sụp đổ nghiêm trọng. Sở Ra Cốt, Athena bà ấy đã dự báo trước về điều này, nhưng anh đã tới quá muộn rồi. Có lẽ là quá muộn để có thể cứu được Athena, hay là Athena anh phải tới để cứu giúp? Đừng, tôi không thể. Chúng ta sẽ không dừng lại. Thẳng tiến và tiến công. Và khi mà nhà tiên tri nhìn vào trong linh hồn anh ta, cô ta thấy một con quái vật cũng được biết tới như là một người đàn ông, một đội trưởng của đội quân Spartan. Cờ Ra Tốt chỉ bắt đầu chỉ huy với duy nhất 50 binh lính, nhưng càng ngày số lượng chiến binh lên đến cả ngàn người. Chiến thuật của anh ta rất tàn bạo nhưng rất hiệu quả. Say máu trong cái thứ gọi là sức mạnh, anh ta chả sợ bất cứ thứ gì cả, ngoại trừ một người. Vợ của anh ta là người duy nhất dũng cảm cai trị thứ cuồng nộ đó trong anh. Như thế nào mới đủ hạ Cờ Ra Tốt? Khi nào thì thế này sẽ kết thúc được đây? Khi mà vinh quang của Sở Pa Tang được biết tới ở khắp cái thế giới này. Cái vinh hảo của Sở Pa Tang, anh làm nó bởi vì bản thân mình thôi. Sự khao khát chinh phục của anh ta là không có giới hạn. Nhưng những điều anh ta mong muốn cuối cùng có hữu ích với anh ta không? Các đấng toàn năng ơi, tại sao Athena lại cử một người như anh cơ chứ? Tránh xa khỏi đầu của tao ra. Chọn kẻ thù của mình một cách công an vào Cờ Ra Tốt. Sức mạnh thể chất của một mình anh sẽ không bao giờ đủ để phá hủy được Ares đâu. Chỉ có một món đồ duy nhất trên thế giới này cho phép anh đánh bại các vị thần. Thiên Pandora. Có những lời nói rằng nó được đặt ra bên ngoài những bức tường thành của Athens, được cất giấu bởi những vị thần đã băng qua sa mạc để hướng về phía đông. Nhưng có lời cảnh báo đây Cờ Ra Tốt, đã có rất nhiều người tìm kiếm thương Pandora, nhưng vẫn chưa ai trở về cả. Hãy đi qua cánh cửa để tới sa mạc đi, Cờ Ra Tốt. Nơi đó là sự bắt đầu chuyến hành trình đi tìm thương Pandora. Đó là cách duy nhất để anh có thể hạ gục được Ares.
Một tượng đài rất kỳ lạ, bạn không biết nó dựng ở đây với mục đích gì. Một bức tượng của Athena, bà ta không phản hồi lại lời nguyện ước của Kratos. Bạn cảm nhận được một điềm báo trước khi đứng tại đây, vách núi này là nơi số phận tuyệt đối của bạn đã được sắp đặt.
Thank you.
cờ ra tốt hành trình phía trước rất bao la. Nhưng anh bắt buộc phải hoàn thành việc này nếu như anh có bất cứ hy vọng gì để có thể cứu giúp được Athens. Nhà tiên tri đó nói về rương Pandora. Nó có thể là thật không? Cái rương đó tồn tại. Nó là thứ vũ khí mạnh nhất mà con người có thể sử dụng. Và với thứ vũ khí như thế, tôi có thể đánh bại Ares sao? Với cái rương, mọi thứ đều là có thể. Và nó cũng được cất giấu rất kỹ lưỡng. Băng xa qua sa mạc của những linh hồn lạc lối, sẽ có một lối đi an toàn để qua bãi cát chết chóc, nhưng chỉ có những người nghe được và đi theo những câu hát của sai rừng mới có thể khám phá được nó. Cờ ra tốt anh phải tìm ra những sai rừng, chỉ có họ mới dẫn được anh tới cờ Kronos, một Titan. Titan vẫn còn sống sao? Cờ Kronos là người cuối cùng, giúp đã bắt hắn đi lang thang trong sa mạc vô tận. Điện thờ của Pandora bị thiết trên lưng của anh ta cho tới khi các xoáy hết đến cả xương tủy của anh ta. Cờ ra tốt hãy là chính bản thân trước những lời hát của Siren. Cuộc hành trình của anh bắt đầu từ đây. Cầu nguyện nó sẽ dẫn anh trở về được lại Athens cùng với chiếc rương Pandora. Cờ ra tốt hãy theo những lời hát của Siren, tìm chúng và phá hủy toàn bộ chúng đi, và con đường dẫn qua bãi cát chết chóc sẽ mở rộng ra cho anh. Cờ ra tốt hãy theo những lời hát của Siren, tìm chúng và phá hủy toàn bộ chúng đi, và con đường dẫn qua bãi cát chết chóc sẽ mở rộng ra cho anh. Và phá hủy thêm ma sai lần nữa trước khi anh có thể vượt qua được đây. Anh phải tìm và phá hủy thêm hai sai lần nữa trước khi anh có thể vượt qua được đây.
tìm và phá hủy thêm một Siren cuối cùng trước khi anh có thể vượt qua được đây. Anh phải tìm và phá hủy thêm một Siren cuối cùng trước khi anh có thể vượt qua được đây.
sai rừng ở sa mạc đã bị phá hủy rồi cờ ra tốt, con đường trước mặt anh đã được mở ra. Yeah.
Một công trình kiến trúc vĩ đại mà cả thế giới chưa bao giờ được nhìn thấy, Cronos hùng mạnh một Titan đã bị xích lại trên lưng cùng với điện thờ của bang Dora. Các vị thần xuất hiện trước bay thọc Vơ Đét Đệ Tam, chỉ đạo ông ta phải xây dựng một điện thờ để có thể làm nhà cho thứ vũ khí mạnh nhất trên trái đất hay cả với trên đỉnh Olympus.
Kronos, the last of the mighty titans, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. Tất cả những con người vào trong đó để có thể tìm kiếm được cho mình một kho báu đã được bảo vệ nghiêm ngặt. For three days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain. He knew he would either recover Pandora's box or perish inside the cursed temple, never to return to the world of man.